cần cái. Chỉ cần một cái đèn thái dương đấy là quay được. Cái đèn ấy đấy, cái đèn ắc quy của mình ấy, cái đèn ắc quy của mình ấy, Vũ biết không? Thế hôm nay em đi lâu quá sao giờ ông lại định về? Ông ấy có người đây để chờ rồi về xem nha. Thôi cứ phải cho nó một đoạn nữa, cho nó hết một đoạn băng đi. Nó sẽ lùi lại 5 giây hả? Không, phải cho hết một đoạn băng đi, bởi vì một đoạn băng đầu tiên bao giờ quay phía đầu nó hơi bị giật cho rồi. Không, nhưng mà quay đến khi máy nào cũng thế, tức là nó phải tua lại 5 giây. Cho nó băng nó một đoạn đầu đi. Tức là video như ví dụ đến muốn động tác đặt tay xuống này, ví dụ muốn tắt rồi chả muốn cay rồi thì để quay thêm 5 giây nữa. Không có nó sẽ tự nó xóa đi. Không đếm à? Chưa đếm, vừa xem ăn thứ này. Chúng nó bóc lung tung cả những bọn nó hơi lô thì bấm thêm phải 5 giây nữa nó tự nó xóa. Sang bảo một thằng em nó như thằng kia nó kiểu chắc là thấy khách là nó bắt đầu nó dìm giá đấy, thế là sau con vợ sang mấy lần không được, thế là sau ông tức lắm, ông sang ô luôn mà vậy chắc là cũng phải tăng lên giá, như là mình thôi mình trả giảm nữa nhỉ, mình bảo thôi thế. Đấy, tức là bao nhiêu? 6.9 hôm trước thì là cái thằng gì Sài Gòn thằng Thiết nó bảo 6.8 ở chỗ nào đấy, nhưng mà nó hết máy rồi. Chắc nó không bán mình. Hôm nay bảo là bây giờ nó 7 triệu thì trả 6.9 khi nó không bán. Thế mình bảo buồn, nếu mà không có máy mà lấy cái máy đó là okay rồi. Em mới lấy cái hôm nay chi tiết mà. Sao nó sàn? Không, để mình em hát thôi. Về luôn. Điệu. Nó mở cho mình xem trước mặt cả mình cả thằng chủ kia kia và tôi phải quay thử một đoạn xem chất lượng nha. Xong rồi dạy cách làm ắc quy rồi dạy cách sửa ắc quy rồi dạy cách qua monitor này luôn này, kiểm tra luôn có máy này tất cả. Ông mình đoán là ít nhất là phải có cái sự hướng dẫn về kỹ thuật mà cái đó là rất quan trọng. Này tránh tất cả những cái mình cứ giả vờ ngu ngớ không biết tí gì cả. Lão ta lại càng hăng, hăng đó. Rất hăng. Hắn cũng mới kiểu cũng mới. Done.